Hello, xin chào anh em. Thì trong video hôm nay sẽ quay trở lại làm về con slot bóng đá nha anh em. Giờ bắt đầu thôi, tay đầu tiên đây. Nhà cái mình đang chơi là nhà cái Tiến Vân. Anh em có nhu cầu thì có thể tải theo đường link ở phần bình luận nha. Rồi, bắt đầu. Rồi, 1k. Tiếp tục nào, Big Queen nhiều lên. Đấy, 3k6. Không phải như thế. Jackpot. Jackpot mà 1k4, Jackpot này hơi ít nha. Rồi cho auto luôn đi anh em ơi. Sút ngoài mỗi tay quá đấy, 5k8 mới bật auto thôi mà đã 5k8 rồi. Đấy pha này nhìn thấy toàn Ronaldo là thấy 8k3 rồi. Quá đẹp. Quá đẹp anh em. Đấy rồi. Big Queen cái nhạc nó lên. Big Queen cái nhạc nó lên anh em ơi. Phơi đấy, hai lượt phơi xem sao nha anh em. Chắc chắn với anh em hai lượt này không gỡ được vốn luôn. À gỡ được. Mình tưởng lại giống mấy clip trước. Thế thì lại ngon quá. Rồi ok anh em ơi. Thì rồi AK2 này anh em. Rồi, tiếp tục pha Big Queen 8k anh em. Nói chung cũng ổn đi. 8k là được rồi anh em ạ. Không muốn thôi gì. Rồi ok. Một lượt là phơi. Một lượt phơi anh em. Nhận đi anh em. Chà, 3k4 anh em, ngon. 3k4 nha. Queen ít thế, Big Queen ai mấy càng phê. Bảy lít này Ronaldo mà không biết quên được. Đúng cả từ thơm anh em. Quá thơm luôn. Thấy 24k. Rời ơi. Quá ngon luôn. Ôi. Quá ok rồi anh em ơi. Nghỉ đây được chưa? Đấy, 24k nha. Rồi. Anh em ơi, anh em nào muốn chơi con slot bóng đá này thì đường link tải mình để ở phần bình luận nha. Rồi, hẹn anh em ở các video lần sau.